Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Tân Dậu thuộc nhóm mệnh thẳng thắn, bộc trực, hết lòng vì gia đình. Nhưng họ là những người bảo thủ số 1. Bài này Khải Toàn chia sẻ tìm ra dụng thần mệnh khuyết cho từng tháng sinh. Không xét mệnh theo năm sinh. Luận theo bát tự tứ trụ, xét cả 8 ô, năm, tháng, ngày, giờ và cả giới tính. Phần đầu video nói về mệnh có tài phú và tính cách người tuổi Tân Dậu. Phần sau nói về chi tiết 12 tháng sinh, luận về dụng thần mệnh khuyết. Phần cuối nói về ý nghĩa mệnh ngày sinh và cách ứng dụng mệnh khuyết. Tân Dậu 1981 sinh từ năm tháng 2 năm 81 cho đến 24 tháng 1 năm 82 dương lịch. Trước ngày 4 tháng 2 năm 81 thuộc tuổi Canh Thân. Phước báo từ đâu mà có? Họa từ đâu sinh? Từ cái gọi là nghiệp quả của đời trước cho ra định số của đời này. Đời này biết bồi đắp thì vẫn có thể tăng, xài hao thì vẫn có thể giảm. Giả dụ thọ mạng một người được 70 nhưng không dung dưỡng cơ thể lại còn sát sanh thì thọ mạng chưa chắc đến 50. Ở tuổi ngoài 40 hay 50, bạn có thể không tin vào phong thủy, không tin vào vận mệnh, nhưng bạn nên tin vào tâm thức tôn giáo để được phò trợ. Vì sao phải tin vào tâm linh khi mà mắt không thể nhìn thấy, tai không nghe, mũi không ngửi được? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thật hư lẫn lộn nếu ta tin vào mắt. Nếu dùng ngũ uẩn để xúc chạm để tin thì bạn càng dễ trở thành người đau khổ. Có nhiều loài vật chúng không thể nghe hoặc là ngửi được, nhưng chúng vẫn có thể thích nghi tốt nhờ khả năng kết nối tần sóng. Nếu dùng mắt tai để nhận định sự tồn tại của sự vật, bạn không thể nào thấy được sóng hồng ngoại và vô vàn tần sóng khác xung quanh của bạn. Vì vậy, người có niềm tin vào tâm linh, người tin vào nhân quả, người thuần thiện thuần tịnh là người được phò trợ trên cõi ta bà này. Tân Dậu 1981 trẻ hơn Khải Toàn 2 tuổi. Dù là nhóm người cực đoan nhưng khá đáng mến. Đường tình cảm đa phần trắc trở. Họ là những người xem trọng gia đình. Nữ Tân Dậu nếu lập gia đình sớm dễ trắc trở hơn. Tân Dậu sinh vào các tháng Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm người có tố chất lãnh đạo nhưng rất cực đoan bảo thủ. Tân Dậu sinh vào các tháng Dần Thân Tỵ Hợi. Khá hơn đôi chút là nhóm người thích nghi cao với cuộc sống. Tân Dậu sinh vào các tháng Thìn Tuất Sửu Mùi là nhóm có cơ hội về tài phú. Những năm gặp biến động lớn với tuổi Tân Dậu là năm Đinh Mão, Ất Mão, Đinh Dậu, Ất Dậu. Còn lại cần phải xét thêm vào ngày giờ sinh. Các anh chị tuổi Tân Dậu khi xem video này nên tạm quên đi quan niệm tính theo năm sinh, tính theo niên mệnh. Giả dụ mọi người từng biết Tân Dậu mệnh Đại Thạch Thổ, hãy tạm quên đi cách tính này. Nếu nghĩ mình mệnh thổ, nhất là những người dư thổ hay dư kim mà dùng thêm thổ là tự làm vận mình suy thêm. Vì vậy hãy kiên nhẫn xem video, tự nghiệm lại sẽ có kết luận riêng cho bản thân mình. Xét mệnh dựa vào năm có vài mật mã. Xét thêm tháng sinh cho ra vài mật mã khác nhau. Xét cả ngày giờ sinh là đủ sinh thần bát tự. Và cả giới tính có thể luận được chính xác một lá số. Sinh thần bát tự là định số. Định số cho ra những nghiệp lực khác nhau của mỗi con người. Dù giàu hay nghèo, người mà có tâm lý thuần thiện thuần tịnh sẽ luôn có cơ hội cải biến. Người thiếu sự kiên nhẫn hoặc văn tự trong video khó tiếp thu, các bạn nên lướt qua video, không nên xem tiếp. Ngược lại, bạn cảm thấy văn tự thuận tay, bạn là người đủ cơ duyên, biết thêm vài mật mã của mệnh của bản thân của mình để cải biến vận hạn. Chỉ là thay đổi đôi phần, giúp thêm may mắn. Không thể thay trắng thành đen, không thể chuyển nghèo thành giàu có được. Sinh thần bát tự là định số. Nhân đời trước là quả đời này,
mệnh của bạn có tài phú, cuộc đời của bạn sẽ có. Phong thủy không thể thay đổi được điều này. Nếu dụng tốt phong thủy, bạn thêm đôi phần may mắn. Nếu biết mở lòng tu pháp vô úy, bạn sẽ có thêm được tuổi thọ. Nhân thiện quả thiện là điều không cãi bàn. Mệnh thuộc nhóm dễ nóng tính, rất khó chịu khi nghe người khác nặng nhẹ hay thị phi. Họ là những người hết lòng vì con cái, hết lòng vì người thân. Đôi khi người thân không thuận ý, bản thân của họ dễ phiền não. Bản thân muốn giảm tính nóng giận, những người tuổi Tân Dậu muốn giảm đi phiền não, các bạn nên tập ngồi thiền mỗi ngày tầm 10 đến 15 phút. Tập hành thiền là tự tưới nhuần cho sự an tịnh vào tâm trí chính mình. Các bạn tự tra lá số trên website của Khải Toàn, ghi lại 8 ô theo ví dụ này. Trong đó mệnh ngày sinh khá quan trọng. Đây là một ví dụ mệnh có tài phú nhưng lại vất vả. Cô này sinh tháng 6 năm 81. Năm sinh Dậu sinh tháng Ngọ là người vô cùng cực đoan bảo thủ, nhưng lại là người khá đáng tin. Mệnh sinh ngày Tân hành Kim, cung tài lộc là Mộc, cung chính tài là Mộc Dương, tức là chữ Giáp và chữ Dần. Mệnh có nguồn Mộc Dương khá tốt. Mệnh có mật mã Lộc Thần là mệnh là mật mã phát tài. Cuộc đời sẽ có những món tiền bất ngờ. Nhưng lá số này vận trước trung niên không thuận, trước 34 tuổi hành vận Dậu, vận Đinh Dậu gặp thiên khắc địa xung, năm sinh Tân Dậu. Từ 35 đến 44 tuổi hành vận Mậu Tuất, thổ hỏa vượng khắc bản thân. Nhưng qua 45 sẽ bước vào 30 năm vận đại cát đại lợi. Vì mệnh sinh tháng Ngọ, mùa hè kỷ hỏa, mệnh thiếu kim thủy, hành đại vận đủ kim thủy là tốt lành. Các bạn tuổi Dậu lưu ý, khi thuê nhà hay mua nhà nên tránh nhà có cửa ở cung thân, tức 232 cho đến 248 độ Tây Nam, sẽ phạm phải thị phi vong thần. Thị phi vong thần là một mật mã kiện tụng thị phi. Những người tuổi Dậu sinh mùa xuân, hướng nhà hợp là hướng Tây hoặc Tây Bắc. Tuổi Dậu sinh mùa hè, hướng nhà hợp là hướng Nam. Tuổi Dậu sinh mùa thu, hướng nhà hợp là hướng Đông hoặc hướng Đông Nam. Tuổi Dậu sinh mùa đông, hướng nhà hợp là hướng Bắc. Chọn được hướng hợp cho bạn thêm vài điểm tốt. Xét theo phong thủy ngôi nhà, còn phải xét chính xác cả tọa độ, quang cảnh bên ngoài, bố cục, số nhà, hàng xóm nhà bạn. Vâng, xét rất nhiều yếu tố, không chỉ xét theo hướng thôi. Cho dù bạn có chọn nhà tốt, chọn hướng tốt, quang cảnh tốt, bài trí tốt đi chăng nữa, nhưng tâm tánh của bạn, tâm tánh những người sống trong ngôi nhà là một yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự hưng vượng suy thịnh của một ngôi nhà. Người mà luôn mở lòng thông cảm, người có tâm thuần thiện, tự khắc sản sinh khí trường thiện lành, tự khắc sản sinh cho mảnh đất thêm hưng vượng. Ngược lại, người hay nóng giận, sản sinh khí trường hắc ám, không thể nào vượng khí cho ngôi nhà. Những từ trường này tuy không thấy được bằng mắt nhưng có thể cảm nhận được. Nội dung chỉ ra các bạn tìm dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Nếu bạn kiên nhẫn xem, có thể phát hiện nhiều thông tin về bản thân nhằm cải biến vận mệnh. Hãy để lại bình luận, để lại câu hỏi rõ ràng, ghi rõ ngày giờ sinh dương lịch, đủ duyên Khải Toàn sẽ hồi đáp. Các bạn nên biết, không có chuyện vận dụng phong thủy là phát tài ngay. Nếu vận dụng tốt thì mỗi ngày bạn tích trữ một ít điều tốt lành. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, nhưng chính bạn phải tự nỗ lực phấn đấu. Hãy nhìn vào bàn thờ trong gia đình, trái cây là nhân nào quả ấy, hoa là vô thường, đèn là trí tuệ. Bạn tâm thành, bạn nỗ lực sẽ được phò hộ. Các bạn xem video theo tháng sinh của mình, vào website của Khải Toàn tự tra lá số, ghi lại 8 ô
sinh thần bát tự, năm tháng ngày giờ sinh để tiện tra cứu. Các bạn lưu ý, thuật số xem theo bát tự tứ trụ, ứng dụng theo mệnh khuyết. Các bạn có thể lên Google tìm dụng thần mệnh khuyết là gì để tìm hiểu thêm. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 1. Sinh từ năm tháng 2 cho đến năm tháng 3 năm 81 dương lịch, tháng Canh Dần. Mệnh sinh nhóm này khuyết kim kỵ mộc. Các bạn tự tra lá số trong web ghi lại 8 ô theo ví dụ này, trong đó mệnh ngày sinh khá quan trọng. Ví dụ ai sinh mệnh ngày thuộc giáp gặp đại vận có chữ Dần là mật mã phát tài. Năm sinh Dậu, Dậu thuộc kim, người tốt tính nhưng bảo thủ, không nên tranh cãi với họ. Dậu rất yêu thương và bảo vệ gia đình của mình. Năm Dậu sinh tháng Dần, Dần thuộc mộc hỏa, tính khí nóng giận khó kiềm chế. Người sinh nhóm này tính cách đa phần mạnh mẽ, khó lùn cúi trước ai khác, nhưng đôi khi thiếu lòng nhẫn nại. Đa phần người sinh thời điểm này là người kỵ mộc. Kỵ mộc không nên dùng màu xanh lá, không nên dùng nhiều đồ gỗ, không nên ở gần mèo. Người khuyết kim hay người cần kim thì nên khuyên người yêu tặng cho vàng bạc là hợp nhất. Thời vận của mệnh nữ từ 42 đến 51 tuổi, hành vận Ất Mùi. Những ai sinh mệnh ngày thuộc giáp hoặc canh gặp đại vận có chữ Mùi là mật mã phát tài. Thời vận có nhiều cơ hội về công việc và tài lộc, nhưng không phải thời vận thuận, tâm dễ lo lắng. Năm sinh Dậu, nếu sinh tháng ngày giờ có chữ Mùi là có sao quả tú. Mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nam từ 40 đến 49, vận Ất Dậu. Thời vận tốt ở 5 năm sau, 5 năm đầu khó tích trữ, tuy nhiên phạm phục ngâm vì Dậu trùng Dậu. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Tân gặp đại vận có chữ Dậu là mật mã phát tài. Khi bạn ứng dụng phong thủy tăng thêm vài phần về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh và mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 2, sinh từ 6 tháng 3 cho đến 4 tháng 4 năm 81 dương lịch, tháng Tân Mão. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết kim kỵ mộc. Các bạn nên vào website tự tra lá số và ghi lại 8 ô theo ví dụ, trong đó mệnh ngày sinh là quan trọng. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất gặp đại vận có chữ Mão là mật mã phát tài. Dậu và Mão, nhóm này là người thẳng tính nhưng bảo thủ khỏi bàn. Năm sinh Dậu, Tân Dậu hành kim, bảo thủ lời nói khá đanh thép nhưng là người tốt tính. Dậu yêu thương gia đình và bảo vệ gia đình của họ, họ giản dị dễ gần. Tháng sinh Đinh Mão, trầm tính quân tử khá cố chấp, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ có nhiều hoài bão. Người sinh tháng Mão là người kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên dùng màu xanh lá, không nên ở gần mèo, nhà ở nên dùng màu sáng. Thời vận mệnh nữ từ 45 cho đến 54 tuổi, vận Bính Thân. Đây là thời vận khá tốt về công danh. Chữ Bính hợp chữ Tân, chữ Thân thuộc hành kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh gặp đại vận có chữ Thân là một mật mã phát tài. Thời vận mệnh nam từ 41 đến 50 tuổi, vận Bính Tuất. Đây là thời vận khá tốt trong 5 năm đầu, 5 năm sau có nhiều trở ngại. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất gặp đại vận có chữ Tuất là một mật mã phát tài. Phong thủy gia tăng thêm vài phần về vận may nhưng không thể giúp bạn phát tài nhiều. Nếu chịu khó tu tâm dưỡng tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Thẻ Toàn xin giới thiệu nhóm 3, sinh từ 5 tháng 4 cho đến 3 tháng 5 năm 81 dương lịch, tháng Nhâm Thìn. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết kim thủy, kỵ mộc hỏa, một số ít kỵ mộc và kỵ thổ. Các bạn có thể vào website ghi lại 8 ô theo ví dụ này, trong đó mệnh ngày sinh là quan trọng. Năm sinh Dậu, Dậu thuộc kim, người tốt tính nhưng bảo thủ, không nên tranh cãi với họ. Họ là những người yêu thương và bảo vệ gia đình. Sinh tháng Thìn là mật mã tài hoa, người có khí chất. Dậu Thìn tương hợp,
là một mật mã tốt của lá số Dậu Thìn hợp kim. Đa phần người sinh thời điểm này kỵ mộc và kỵ thổ, còn lại cần xét theo ngày giờ sinh. Người kỵ mộc không nên dùng xanh lá, không nên để nhiều móng tay dài, không nên ở gần mèo. Thời vận mệnh nữ từ 41 đến 50 hành vận Đinh Dậu. Đây không phải thời vận tốt vì phạm cục ngâm. Dậu trùng Dậu và chữ Đinh thuộc hỏa. Ai sinh mệnh ngày thuộc Tân gặp đại vận có chữ Dậu là mộc mã dễ phát tài. Thời vận mệnh nam từ 43 đến 52 vận Đinh Hợi. Đây là thời vận khá tốt trong 5 năm sau vì 5 năm sau có thủy, 5 năm đầu nhiều trở ngại vì chữ Đinh thuộc hành hỏa. Ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm gặp đại vận có chữ Hợi là mộc mã phát tài. Năm sinh Dậu nếu gặp vận có chữ Hợi Tỵ là có sao dịch mã, cuộc sống dễ biến động, đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc xuất ngoại. Ứng dụng phong thủy tăng thêm vài phần về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh và mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức. Thẻ Toàn xin giới thiệu nhóm 4. Sinh từ 4 tháng 5 cho đến 1 tháng 6 năm 81 dương lịch, tháng Quý Tỵ. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết thủy kim, kỵ hỏa mộc. Các bạn tự tra lá số trong website và ghi lại thông tin của mình. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính hoặc Mậu gặp đại vận có chữ Tỵ là mật mã phát tài. Năm sinh Dậu, Tân Dậu hành kim, bảo thủ, lời nói khá đanh thép nhưng là người tốt tính. Dậu luôn yêu thương và bảo vệ gia đình của họ, họ là những người giản dị dễ gần. Dậu sinh tháng Tỵ, Tỵ thuộc hỏa là nhóm người linh hoạt, thích hướng ngoại, giao tiếp giỏi, có phần kiêu căng. Nhóm người sinh thời điểm này đa phần kỵ hỏa. Người dư hỏa là những người rất nhiệt huyết trong cuộc sống, tính tình dễ nóng nảy, thiếu sự nhẫn nại, nhiệt tình với mọi người. Kỵ hỏa không nên sử dụng đỏ tím cam hồng, không nên ở gần chó mèo. Thời vận mệnh nữ 40 đến 49 hành vận Mậu Tuất. Đây là thời vận có nhiều cơ hội tích trữ nhưng tâm tính dễ lo lắng thái quá và dễ trở ngại. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất gặp đại vận có chữ Tuất là mật mã phát tài. Thời vận mệnh nam từ 44 cho đến 53 tuổi hành vận Mậu Tý. Đây là thời vận khá tốt trong 5 năm sau, 5 năm đầu như thế nào tùy vào mệnh ngày sinh. Ai sinh mệnh ngày thuộc Quý gặp đại vận có chữ Tý là mật mã phát tài. Phong thủy gia tăng thêm vài phần về vận may nhưng không thể giúp bạn hoàn toàn phát tài. Nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Thẻ Toàn xin giới thiệu nhóm 5, sinh từ 2 tháng 6 cho đến 30 tháng 6 năm 81. Tháng Giáp Ngọ. Mệnh khuyết thủy kim, kỵ hỏa mộc. Các bạn vào website tra lại 8 ô ngày sinh của mình để tiện theo dõi. Ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ hoặc Đinh gặp đại vận, gặp đại vận hoặc trong tháng sinh có chữ Ngọ là mật mã phát tài. Năm sinh Dậu, nếu sinh tháng ngày giờ có chữ Ngọ là có sao Hàm Trì. Hàm Trì nói về đào hoa, nhân duyên, ăn nói, thông minh lãng mạn. Dậu và Ngọ, nhóm này thuộc nhóm người bộc trực, bảo thủ, cố chấp rất cao. Năm sinh Dậu, Dậu thuộc Kim, người tốt tính, bảo thủ, không nên tranh cãi với họ, họ yêu thương gia đình. Sinh tháng Ngọ, Ngọ thuộc Hỏa là nhóm người thích tự do, tính tình phóng khoáng, hết mình vì mọi người, không lệ thuộc ai, khi giận dữ không thể kiềm chế. Đa phần nhóm người sinh thời điểm này là người đáng tin. Mệnh sinh nhóm này dư hỏa, tính tình nóng nảy, giàu nhiệt huyết, không ngại va chạm, nhưng thiếu kiềm chế sẽ khó lòng thành công. Người kỵ hỏa nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, không phù hợp thường xuyên vào nấu bếp, nên dùng nhiều màu sáng, không nên ở gần chó mèo, hạn chế dùng màu nóng đỏ tím cam hồng.
nên khuyên người yêu tặng cho kim cương hay vàng bạc là hợp nhất, vì những vật này nhiều kim thủy. Thời vận mệnh nữ 45 đến 54, hành vận kỷ hợi. Đây là thời vận khá tốt trong 5 năm sau vì có thủy, 5 năm đầu có thổ, tùy vào mệnh ngày sinh. Ai sinh mệnh ngày hành nhâm, gặp đại vận có chữ hợi là mật mã phát tài. Năm dậu, nếu vận có chữ hợi tỵ là có sao dịch mã, dễ biến động đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Thời vận mệnh nam 42 đến 51 tuổi, vận kỷ sửu. Vận này có kim thổ thủy, nhìn chung là vận khá tốt, nhưng tâm tánh dễ lo lắng. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp hoặc bính, gặp đại vận có chữ sửu là mật mã phát tài. Năm sinh dậu, nếu gặp vận có chữ sửu là có thêm sao hàm trì, xin lỗi, sao hoa cái. Chủ về đào hoa, học nhanh hiểu nhanh. Nam có chu kỳ này khá tốt, nữ có chu kỳ này thường dễ cô đơn vì cá tính quá mạnh. Ứng dụng phong thủy tăng thêm vài phần về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh và mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức. Các bạn nên biết, dù có dùng thuật cải vận tốt như thế nào, nếu không chú tâm đến phong thủy ngôi nhà, vận của bạn khó lòng như mong muốn. Vì mảnh đất nơi bạn sinh sống, dù ở tạm hay ở thuê, ảnh hưởng lớn đến vận trình mỗi người. Dù có vận dụng phong thủy của ngôi nhà tốt như thế nào, cũng khó lòng cải biến nếu tâm tánh thiếu thiện lành, thiếu lòng cảm thông. Người mà thuần thiện thuần tịnh, người tin vào tâm linh, người tin vào nhân nào quả ấy, là người dễ tạo ra khí trường hưng vượng. Qua hành động, lời nói giúp cho những nơi họ sinh sống vượng khí hơn. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 6, sinh từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 7 năm 81, tháng Ất Mùi. Mệnh khuyết thủy mộc, kỵ hỏa thổ. Các bạn nên vào website tra lá số ghi là 8 ô theo ngày sinh của mình để tiện theo dõi. Mục mệnh ngày sinh khá quan trọng. Năm sinh dậu, nếu sinh tháng ngày giờ có chữ mùi là có sao quả tú, mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm dậu, tân dậu hành kim, bảo thủ, lời nói khá đanh thép, nhưng là người tốt tính, yêu thương gia đình, là những người giản dị dễ gần. Tháng sinh mùi, mùi lâm ly, nội tâm đa phần bao dung, nhân ái, thích giúp đỡ và làm thiện nguyện, giỏi nghiên cứu sáng tạo. Sinh thời điểm này đa phần thổ hỏa vượng, người thật thà, tốt bụng, cọc tính. Người sinh thời điểm này kỵ hỏa thổ, nhóm này không nên ở gần chó. Có thể nuôi chó nhưng ít gần chúng, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, dùng màu sáng, hạn chế dùng đỏ tím cam hồng, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Nên khuyên một nửa kia của mình tặng cho kim cương vàng bạc, vì kim cương vàng bạc thuộc kim thủy. Thời vận của mệnh nữ 45 đến 54 tuổi, hành vận canh tí. Đây là thời vận khá tốt vì có thủy, tuy nhiên chữ tí có xung khắc với chữ mùi và dậu, trong lá số không ít chướng ngại xảy ra. Ai sinh mệnh ngày thuộc quý, gặp vận có chữ tí là mật mã phát tài. Thời vận mệnh nam 43 đến 52 tuổi, vận canh dần. Đây là thời vận khá tốt vì có dần mộc, nhưng tính tình có thể nóng giận thái quá. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp, gặp vận có chữ dần là có mật mã phát tài. Phong thủy gia tăng thêm vài phần về vận may, nhưng không thể giúp bạn phát tài nhiều. Nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Hệ Toàn xin giới thiệu nhóm 7, sinh từ 31 tháng 7 cho đến 28 tháng 8 năm 81 dương lịch, tháng Bính Thân. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết mộc, kỵ kim thổ. Các bạn vào website tra lá số ghi lại 8 ô của mình, trong đó mệnh ngày sinh là quan trọng. Ai sinh mệnh ngày thuộc canh, gặp đại vận có chữ thân là mật mã phát tài.
Năm sinh Dậu, Dậu hành Kim, người tốt tính nhưng bảo thủ, không nên tranh cãi với họ. Họ là những người yêu thương bảo vệ gia đình. Sinh Tháng Thân, Thân là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, có thể kiêu căng, thích làm việc tự do. Thân và Dậu hợp Kim, sinh mùa Kim Vượng, mệnh rất nhiều Kim. Người sinh nhóm này là người kỵ Kim, không nên dùng trắng xám, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc và cả kim cương, thích hợp với thiên nhiên cây cối. Người mà cần mộc thì nên khuyên người yêu tặng cho vòng gỗ trầm là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ 40-49, hành vận Tân Sửu. Đây là thời vận kém vì hành vận có kim thổ vượng. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp, gặp vận có chữ Sửu là mật mã phát tài. Năm sinh Dậu, nếu gặp vận có chữ Sửu là có sao hoa cái, là sao về nghệ thuật, học nhanh hiểu nhanh. Nam đối với sao này khá tốt, nữ gặp sao này mạnh mẽ dễ cô đơn. Thời vận mệnh nam 45-54 tuổi, hành vận Tân Mão. Đây là thời vận biến động vì Tân trùng Tân, Mão Dậu xung nhau. Tuy nhiên vận có mộc vẫn khá tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất, gặp đại vận có chữ Mão là mật mã phát tài. Khi bạn ứng dụng phong thủy, tăng thêm vài phần về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 8, sinh từ 29 tháng 8 cho đến 27 tháng 9 năm 81 dương lịch, tháng Đinh Dậu. Các bạn nên vào website tra lá số, ghi lại 8 ô của mình. 8 ô này trong đó ngày sinh khá quan trọng. Ai sinh mệnh ngày thuộc Tân, gặp vận có chữ Dậu là mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, Dậu hành Kim, bảo thủ, lời nói khá đanh thép, nhưng đa phần tốt tính, yêu thương bảo vệ gia đình, giản dị dễ gần. Tháng sinh Dậu, năm sinh Dậu, bảo thủ miễn bàn luôn. Sinh mùa Kim Vượng, đa phần là người mạnh mẽ, lời nói dễ gây sát thương, tính cách cực đoan, cố chấp cao, nhất là những người sinh ngày Tân hoặc Canh. Người sinh nhóm này là người kỵ Kim, không nên dùng trắng xám, không nên đeo nhiều trang sức vàng bạc đá quý và cả kim cương. Thích hợp với thiên nhiên, cây cối, nhà ở nên có nhiều đồ gỗ. Người thiếu mộc thì nên nhắn người yêu tặng cho vòng gỗ trầm là tốt nhất. Thời vận mệnh nữ 45-54 tuổi, hành vận Nhâm Dần. Thời vận này khá tốt vì có thủy mộc, nhiều cơ hội về tài lộc, nhất là ai sinh ngày thuộc hành giáp, gặp vận có chữ Dần là mật mã dễ phát tài. Thời vận mệnh nam 42-51 tuổi, hành vận Nhâm Thìn. Thời vận này khá bất định vì Thìn hợp Dậu thành Kim, vận như thế nào cần cả ngày giờ sinh. Nhưng ngày sinh mệnh ngày thuộc Ất hoặc Mậu, gặp vận có chữ Thìn là mật mã dễ phát tài. Phong thủy giúp gia tăng thêm vài phần về vận may, vài phần về cơ hội tài lộc, nhưng không thể giúp bạn phát tài ngay. Nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 9, sinh từ 28 tháng 9 cho đến 27 tháng 10 năm 81, tháng Mậu Tuất. Các bạn nên vào website xem ngày tháng năm sinh của mình và một tra lá số ghi lại để tiện theo dõi. Năm sinh Dậu, Dậu hành Kim, người tốt tính, bảo thủ, không nên tranh cãi với họ. Dậu rất yêu thương và bảo vệ gia đình của mình. Sinh tháng Tuất. Tuất là nhóm người trầm tính, có khiếu kinh doanh, rất chịu khó, khéo giao tiếp. Tuất Dậu hợp Kim. Mệnh nhóm này cần thêm ngày sinh để xác định cụ thể. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ hỏa và cả kim, không nên dùng nhiều đỏ tím cam hồng, không phù hợp thường xuyên vào nấu bếp. Đa số họ cần mộc, người khuyết mộc thì khuyên người yêu tặng cho vòng gỗ trầm, đá trang sức xanh lá là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ 43-52, hành vận Quý Mão. Đây là thời vận dễ biến động vì Mão Dậu xung nhau.
Tuy nhiên, vận có mộc vẫn là vận khá. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất gặp vận có chữ Mão là mật mã dễ phát tài. Thời vận mệnh Nam, từ 41 đến 50 hành vận Quý Tỵ. Đây là thời vận khá tốt trong 5 năm đầu, vì 5 năm đầu có thủy, 5 năm sau nhiều trở ngại vì Tỵ hành hỏa. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính hay Mậu gặp vận có chữ Tỵ, mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, nếu gặp vận có chữ Hợi hoặc Tỵ là có sao dịch mã, cuộc sống dễ biến động, đi xa thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Ứng dụng phong thủy tăng thêm vài phần về cơ hội vận may, về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 10, sinh từ 28 tháng 10 cho đến 25 tháng 11 năm 81 dương lịch, tháng Kỷ Hợi. Bạn nên vào website Bột Cha Lá Số ghi lại 8 ô ngày sinh của mình để tiện theo dõi. Năm sinh Dậu, nếu sinh tháng ngày giờ có chữ Hợi là có sao cô thần, mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc hành nhâm, gặp vận có chữ Hợi, gặp vận hoặc trong lá số có chữ Hợi là mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, Tân Dậu hành kim, bảo thủ, lời nói khá đanh thép, nhưng là người tốt tính thẳng tính, họ yêu thương gia đình, bảo vệ gia đình, giản dị dễ gần. Sinh tháng Hợi, Hợi hiền lành, an phận, ít phân tranh, cọc tính, giàu tình cảm, dễ mẫn cảm trong tình cảm. Mệnh thủy vượng thường thông minh chu đáo, nhưng thường an phận, xử lý theo cảm tính nhiều hơn lý trí. Nhóm sinh tháng Hợi thường dư thủy, mệnh kỵ thủy, không nên dùng xanh dương, không nên dùng nhiều màu đen, nên thường xuyên vào bếp để tăng vận hỏa. Người cần hỏa mộc thì nên khuyên người yêu tặng cho vòng gỗ trầm hay trang sức màu đỏ là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ, 41 đến 50 hành vận Giáp Thìn. Thời vận này tốt 5 năm đầu, 5 năm sau bất định. Vận như thế nào cần cả ngày giờ sinh. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất hoặc Mậu gặp vận có chữ Thìn, mật mã dễ phát tài. Thời vận mệnh nam, 42 đến 51 hành vận Giáp Ngọ. Vận này có mộc hỏa, nhìn chung là khá tốt, nhưng tâm tánh dễ nóng nảy. Ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ hoặc là Đinh gặp vận có chữ Ngọ, mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, vận gặp có Ngọ là có sao Hồng Loan, chủ về đào hoa, kết hôn và biến động tình cảm. Phong thủy gia tăng thêm vài phần về vận may, nhưng không thể giúp bạn phát tài quá nhiều. Nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 11, sinh từ 26 tháng 11 cho đến 25 tháng 12 năm 81, tháng Canh Tý. Các bạn vào website ghi lại 8 ô ngày sinh của mình để tiện theo dõi, trong đó mệnh ngày sinh là quan trọng. Ví dụ, ai sinh mệnh ngày thuộc Quý gặp vận hoặc trong lá số có chữ Tý là mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, Dậu hành kim, người tốt tính nhưng bảo thủ, không nên tranh cãi với họ. Họ là những người bảo vệ yêu thương gia đình của mình. Sinh tháng Tý, Tý đại diện cho bảo thủ, thường bảo vệ lý lẽ của mình. Nhóm người sinh tháng này xử lý nặng về tình cảm. Dậu và Tý nhóm người bảo thủ nhất trong 12 con giáp, nhưng họ là người bộc trực đáng tin. Tháng sinh Tý, thủy vượng, dễ phá tài, xử lý sự việc nặng về tình cảm hơn lý trí, đôi khi thiếu nhiệt huyết. Nhóm người sinh tháng này đa phần dư thủy, tức kỵ thủy. Người kỵ thủy không nên dùng xanh dương và màu đen, nên vào bếp ăn để tăng thêm vận hỏa, nên thường xuyên nấu bếp. Thử khuyên người yêu tặng cho vòng gỗ trầm hay trang sức đá màu đỏ là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ, 43 đến 52 hành vận Ất Tỵ. Vận này có mộc hỏa, nhìn chung là vận khá. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính hoặc Mậu gặp vận có chữ Tỵ, mật mã dễ phát tài. Năm Dậu, nếu gặp vận có chữ Hợi hoặc Tỵ là có sao dịch mã, dễ biến động, đi xa thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Thời vận mệnh nam, 42 đến 51 hành vận Ất Mùi.
Đây là thời vận nhiều cơ hội về tích trữ, vừa có mộc vừa có thổ. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp hoặc canh, gặp vận có chữ mùi, mật mã dễ phát tài. Ứng dụng phong thủy tăng thêm vài phần cơ hội về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh và mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức cho bạn. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 12, sinh từ 26 tháng 12 năm 81 cho đến 21 cho đến 24 tháng 1 năm 82 dương lịch, tháng Tân Sửu. Các bạn nên vào website xem lại 8 ô ngày sinh của mình ở mục tra lá số ghi lại để tiện theo dõi. Năm sinh Dậu, nếu sinh tháng ngày giờ có chữ Sửu là có sao hoa cái. Nói về người tài hoa, học nhanh, hiểu nhanh và thông minh. Nam có chu kỳ này mạnh mẽ, nữ có chu kỳ này mạnh mẽ, dễ cô đơn. Năm sinh Dậu, Dậu hành kim, bảo thủ, lời nói khá đanh thép nhưng là người tốt tính. Dậu yêu thương bảo vệ gia đình của mình, giản dị dễ gần. Sinh tháng Sửu, Sửu khá lầm lì, cứng đầu nhưng bao dung. Sửu thổ là người hiếu thuận, tốt bụng, biết cho đi. Năm Dậu tháng Sửu hợp kim, người có khí chất, lời nói dễ mang tính sát thương, tuy nhiên là người đáng tin cậy. Nhóm người sinh tháng này đa phần dư thủy kim thổ, tức là kỵ thủy thổ kim. Người mà khuyết hỏa nên dùng màu ấm để tăng vận hỏa bằng cách tốt nhất là vào bếp nấu ăn. Hãy khuyên người yêu tặng cho trang sức màu đỏ là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ 40 đến 49, hành vận Bính Ngọ. Hành vận có hỏa là thời vận tốt, nhiều sáng tạo, nhiều nhiệt huyết, đôi khi nóng tính thái quá. Ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ hoặc Đinh, gặp vận có chữ Ngọ, mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, nếu vận có chữ Ngọ là có sao Hàm Trì. Hàm Trì nói về đào hoa, tình dục, tướng mạo tốt, thông minh, lãng mạn, có duyên ăn nói. Thời vận mệnh nam 40 đến 49 tuổi, hành vận Bính Thân. Thời vận này khá tốt trong 5 năm đầu, 5 năm sau hành vận Thân Kim nhiều trở ngại. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh, gặp vận có chữ Thân là một mật mã dễ phát tài. Phong thủy gia tăng thêm cho bạn vài phần về vận may, nhưng không thể nào giúp bạn phát tài quá nhiều. Nếu bạn chịu khó tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Cách ứng dụng mệnh khuyết. Ví dụ người khuyết mộc thì biết màu xanh lá trang sức là các loại đá quý, màu xanh lá là mộc, vòng gỗ trầm, thạch anh tóc xanh lá. Thỏ, hổ, mèo ăn rau thích hợp cho việc ăn chay, trái cây xanh đều là mộc. Giờ tốt cho người thiếu mộc thường là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa, giờ buổi chiều tối là giờ của kim. Với người thiếu hỏa, đỏ, tím, vàng, sậm, cam, hồng là hỏa, trang sức có đá vân đỏ hoặc xanh lá, dây màu đỏ. Nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc. Giờ tốt của hỏa là từ 9 cho đến 15 giờ chiều. Với người thiếu kim, trắng xám, trang sức vàng bạc là kim, đồng hồ tự động là vật trợ kim. Ăn thịt lạnh, kem, thịt gà, tổ yến là kim. Giờ tốt của thiếu kim là giờ từ 15 đến 19 giờ hoặc giờ buổi tối của thủy. Với người thiếu thủy, màu xanh dương, màu đen là thủy, trang sức hoặc vàng bạc hành kim vẫn được. Cá, chuột, rồng, Mickey, người dơi, Batman là thủy. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần mệnh khuyết cho tuổi Tân Dậu theo 12 tháng sinh. Bát tự tứ trụ xét cả 8 ô, trong đó cột ngày sinh khá quan trọng. Xét về mệnh ngày sinh, các bạn lưu ý theo đồ hình sau này. Mệnh ngày sinh không phải mệnh năm sinh. Các bạn có thể xem đồ hình sau. Ta lấy ví dụ, người sinh ngày Tân hành kim thường mềm mại, đa phần thích thủy, nhóm người hướng nội. Người sinh ngày Quý Thủy thường hướng nội, đa phần thích kim, là những người bảo thủ. Các bạn nên biết, dù có dùng thuật cải vận tốt như thế nào, nếu không chú tâm đến phong thủy ngôi nhà, vận của bạn khó lòng như mong muốn. Vì mảnh đất nơi bạn sinh sống, dù ở tạm hay ở thuê, ảnh hưởng lớn lên vận trình mỗi người.
dù có vận dụng phong thủy của ngôi nhà tốt như thế nào cũng khó lòng cải biến nếu tâm tánh thiếu thiện lành, thiếu lòng cảm thông. Người mà thuần thiện thuần tịnh, người tin vào tâm linh, người tin vào nhân nào quả ấy là người dễ tạo ra khí trường hưng vượng, qua hành động, lời nói giúp cho những nơi họ sinh sống vượng khí hơn. Vì vậy, tâm lý là loại phong thủy tốt nhất. Tâm thiện hành thiện, phước báo sẽ hồi đáp. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.